Dạ. Dạ, em xin được kính chào tất cả quý bạn. Chúng ta đang có mặt trực tiếp tại Gamuda Khuyến Lương trên đường truyền của VFTV và chúng ta hướng tới trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu cuối cùng của giải đấu VFX Cup lần thứ 5 năm 2023 giữa hai đội tuyển FC DK Bike và FC Việt Thái. Hai đội bóng mạnh nhất đã kinh qua không biết bao nhiêu trận đấu, bao nhiêu bàn thắng đẹp được ghi. Và họ xứng đáng trong trận chung kết này, trận chung kết để tìm ra chân dung của nhà vô địch trong giải đấu năm nay. Hai trọng tài chính điều khiển trận đấu vẫn là trọng tài Bùi Dược và trọng tài Quang Trung. Và sẽ đổi sân ngay sau đây. Một trận cầu định đoạt ngôi vô địch. Một trận cầu có rất nhiều sự mong chờ, rất nhiều sự hy vọng. Và chúng ta hãy cùng hy vọng như vậy. Hy vọng rằng trận này sẽ hay, hay đúng như tính chất của nó là một trận chung kết. Sẽ căng thẳng, sẽ giật gân đến độ cuối cùng giữa Việt Thái và DK Bike. Chống cờ kèn đầy đủ. Hai đầu cầu môn. Tiếng còi trọng tài Bùi Dược vang lên và trận chung kết bắt đầu. Ở trong hiệp 1 thì Việt Thái sẽ ăn ngứa khung thành bên phía tay trái, hướng nhìn của tất cả mọi người với bộ trang phục xanh lá cây, sen trắng của Manchester United. Còn bên phía tay phải, xanh dương, đó là trang phục của DK Bike. Các thủ ra sân trong đội hình của DK Bike bao gồm số 6 Hoàng Văn Thao, số 3 Liễu Tùng Lâm, số 26 Chu Văn Chiến, số 1 thủ môn Nông Văn Biên, số 10 Nguyễn Ngọc Phong, số 29 Nguyễn Công Anh và cuối cùng là số 12 Lý Nhật Tùng. Còn bên phía của Việt Thái, các thủ ra sân bao gồm số 10 Phạm Hồng Thanh, số 5 Trần Văn Tường, số 9 Đào Văn Thủy, số 83 Nguyễn Văn Hình, số 18 Nguyễn Văn Hải và cuối cùng là số 17 Nguyễn Duy Thành. Và thêm nữa là thủ môn áo số 1 Đỗ Văn Sơn. Và chúng ta trở lại với diễn biến đầu tiên của hiệp 1 trận chung kết. Chung kết của giải bóng đá doanh nghiệp ngành xe hai bánh lần thứ 5 được tổ chức vào năm 2023. Và tổng trọng tài Quang Trung đã vang còi. Nhưng đây là một pha bóng mà cần phải chờ còi đến từ các cầu thủ DK Bike. Ngọc Phong dứt điểm tuyệt vời. Một công dành cho DK Bike. DK Bike vừa lên dẫn trước quá sớm khi Nguyễn Văn Hình của các cầu thủ Việt Thái đã đưa bóng vào lưới khung thành của thủ môn Đỗ Văn Sơn. Anh đã đưa chân ra và vô hình chung nó trở ngược lại khung thành của chính đội bóng của mình. 1-0 quá sớm. Đây có lẽ điều mà các cầu thủ bên phía Việt Thái không mong muốn. Họ mới bắt đầu mà thôi. Bóng mới lăn tại Gamuda Khuyến Lương trong trận chung kết. Có lẽ mới được 1 hoặc là 2 phút. Nhưng bàn thắng mở tỷ số đã đến. Pha phản lưới chính xác là của Đỗ Văn Hình. Chạy chấp. Đào Văn Thủy, bóng chờ ngược, tốc độ, Liễu Tùng Lâm. Tình huống đã cố định, được chuyền vào, đánh đầu, cơ hội. Vậy là Trần Văn Tường đã đánh đầu ra. Rất mềm mại. Hy vọng của các cầu thủ Việt Thái đương nhiên được đặt vào số 10 Phạm Hồng Thanh. Đã hóa giải thành công nhưng bây giờ là Hồng Thanh. Hồng Thanh đi bóng, tốc độ Hồng Thanh. Bóng trở về Công Anh. Bây giờ là một cầu thủ số 10 khác, Nguyễn Ngọc Phong. Ngọc Phong và Hồng Thanh. Tiếng còi trọng tài Bùi Dược đã vang lên. Trước bóng tiếp tục là Ngọc Phong, cầu thủ bây giờ anh đang thực hiện quả đá cố định thứ hai trong trận đấu này rồi. Dứt điểm luôn. Và trận đến được số 12 Lý Nhật Tùng. Công Anh. Sau đó Nhật Tùng chuyền phải dành cho Ngọc Phong.
Bóng không thể đến được vị trí của số 6 Hoàng Văn Thao. Quyền chơi trở lại dành cho Việt Thái. Một trận chung kết mà chắc chắn cầu thủ Việt Thái họ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý chiến cũng như là kỹ chiến thuật. Nhưng họ lại để thủng lưới rất sớm từ một tình huống bóng nhanh. Một pha dàn xếp mang cái tính trực diện của cầu thủ bên phía DK Bay. Rất mềm mại, Chu Văn Biến, Chu Văn Chiến, Hồng Thanh, tiếp tục là Chu Văn Chiến, rất tốt, không được. Đường chạm cuối cùng là chưa đủ nhạy cảm của Hoàng Văn Thao. Công Anh, Văn Chiến, dùng ngầm sau là rất khéo léo. Nhật Tùng, tiếp tục là vị trí số 26, không vào. Văn Chiến đang chơi rất phiêu lưu. Những tình huống kéo bóng đơn giản, mềm mại và sau đó dứt điểm. Sẽ là một ngày thi đấu không hề đơn giản dành cho Đỗ Văn Sơn của Việt Thái. Bóng được luân chuyển rất nhanh. Những pha tấn công dạt dào, ồ ạt của hai đội. Cứ lên bóng thì để kề bài họ mất bóng thì sẽ là câu trả lời của Việt Thái. Phá bóng, không được, Văn Chiến không thành công. Rất tốt và xử lý của Công Anh. Tâng bóng qua đầu, rất đậm chất Mỹ Latin. Ra chân luôn Công Anh, xì nhàn rẽ và vụt ngay. Nhật Tùng, Nhật Tùng đang chơi vị trí trung vệ thòng với hiệu quả đình của DK Bike. Nhật Tùng án ngữ trước khu vùng cấm của Nông Văn Biên. Hồng Thanh, Ngọc Phong, không được, vẫn bị dài đà trong nhịp xử lý cuối cùng. Đối nghịch với Nhật Tùng bên phía DK Bike thì đấu vị trí trung vệ thòng thì đó là hình ảnh của Văn Hình bên phía FC Việt Thái. Hai thòng thủ trong trận chung kết này đến từ hai đội. Là một cuộc chơi được định đoạt bởi rất nhiều vị trí quan trọng khác nhau. Trọng tài Quang Trung xác định là biên dành cho các cầu thủ Việt Thái. Và xử lý tốt đến từ cầu thủ số 6 Hoàng Văn Thao. Sẽ phải dựng rào cẩn thận sau pha bóng này. Hiện tại Đào Văn Thủy cũng như là Hồng Thành đang là những cầu thủ đứng trước bóng. Rào một thôi, liệu có phải là quá chủ quan đến từ DK Bay hay không? Hồng Thành sẽ là cầu thủ thực hiện hay sẽ là Đào Văn Thủy? Như vậy là Hồng Thành vào bài. Hồng Thành, cơ hội, cơ hội. Người dứt điểm về phía Việt Thái là Duy Thành. Duy Thành là người ra chân đá bồi sau đường chuyền vào của Hồng Thành. Vẫn là Hồng Thành. Giờ như nhịp chơi của cầu thủ bên phía Việt Thái đang quay trở lại dần dần. Họ bị ngợp hơn trong những giây phút đầu tiên. Và đáng tiếc để thua trước vì pha phản lưới của trung vệ về phía đội bóng của mình. Nhưng ngay lập tức thì những Văn Thủy, những Hồng Thành và vừa rồi là Duy Thành đã lên tiếng để có thể uy hiếp trở lại khung thành của thủ môn Nông Văn Biên. Bên phía DK Bay, sự trả lời kịp thời và cần phải thể hiện được bản lĩnh, bản lĩnh sắt đá trong trận chung kết này. Hồng Thành mất bóng ở chân của Ngọc Phong, cơ hội mở ra, dài đà, không vào, đánh đầu vẫn không vào. Pha chơi có thể nói là hơi tốn nhịp một chút nhưng vẫn chính xác. Đó là Đỗ Văn Sơn, thủ thành của Việt Thái. Những diễn biến rất hấp dẫn và quá nóng bỏng. Mặc dù hiện tại trời đang lạnh dần tại Gamuda Khuyến Lương, nhiệt độ đang giảm xuống, nắng đã tắt. Mặc dù nhiệt độ bây giờ là 16 độ. Bây giờ 16 độ C.
Văn Thủy. Ngọc Phong xin bóng. Ngọc Phong, Nhật Tùng. Nhật Tùng cũng tự tin dâng cao và thậm chí va chạm với cầu thủ áo số 18 bên phía của Việt Thái, đó là Văn Hải. Ôi, không thành công. Có lẽ sẽ cần phải bình tĩnh hơn chút nữa đến từ thủ thành Đỗ Văn Sơn. Ngọc Phong đánh đầu. Và sau khi mà Việt Thái trở lại thì thế trận rơi vào quãng giằng co. Văn Thao. Để chờ Văn Thao. Rất tốt luôn từ sau lưng ra cơ hội. Văn Chiến. Văn Chiến không dùng được chân trái. Công Anh. Công Anh không vội vàng. Rõ ràng Công Anh hiểu rằng hiện tại đội bóng của mình đang có nhiều lợi thế. Nhật Tùng. Để chờ vào trong không đến vị trí của Văn Chiến. Thế sau đó thì cầu thủ bên phía Việt Thái cũng tỏ rõ được một sự áp lực là rất nhiều khi bị các cầu thủ bên phía DK Bài áp sát và tạo ra áp lực. Và xử lý lỗi của Nhật Tùng. Đánh đâu! Khổng Chiến rất dũng cảm. Và bật cao của thủ áo số 16. Số 16 không, chính xác hơn đây là số 18 của các cầu thủ Việt Thái. Văn Hình. Văn Tường. Văn Tường đánh đầu. Tiếp tục đánh đầu đến Hoàng Văn Thảo. Rất tốt Ngọc Phong. Dưới đã có Hồng Thành và Văn Hình. Nhật Tùng ra chân ngay. Có rất đông những khán giả đã đến với các Mù Đà Khuyến Lương vào khung giờ này. 3 giờ 48 phút buổi chiều để có thể dõi theo trận chung kết siêu kinh điển giữa DK Bài và FC Việt Thái. Hồng Thành. Được chơi tốt. Nó hơi cao sau khi đầu của Đào Văn Thủy. Nhật Tùng. Văn Hình. Bóng dễ dàng trở về với Đỗ Văn Sơn. Văn Sơn có vẻ như anh đang hơi vội vàng thì phải. Hai cầu thủ tấn công trẻ trung được cắm bên trên của Việt Thái chúng ta đã dần nhận diện ra, đó là số 18 Nguyễn Văn Hải và số 17 Nguyễn Duy Thành. Trong khi đó có thể nói tình huống nguy hiểm nhất bên phía Việt Thái tạo ra từ cú sút của Duy Thành. Một cú sút mà đã chạm vào rào hàng phòng ngự bên phía của DK Bài. Thủ thành Nông Văn Biên bên kia đã bay người hết cỡ. Nông Văn Biên bật bóng rất tốt. Sự hồi hộp, sự run rẩy là những điều mà chúng ta có thể cảm nhận được từ những pha xử lý từ những đôi chân của cầu thủ trên sân. Trong một trận chung kết thì đây không phải là điều đơn giản. Nguy hiểm. Bây giờ là Văn Hải. Văn Hải đã uy hiếp khung thành của Nông Văn Biên. Rất đông những cổ động viên của Việt Thái đang đưa ra những lời cổ động dành cho đội bóng của mình. Ngọc Phong đánh đầu. Vẫn còn nguyên tốc độ quá. Công Anh chạy như một cái máy. Công Anh không thành công. Lại đúng vào chân của Ngọc Phong. Quả công là có dứt điểm. Ngọc Phong sút bóng vào chân của một số người khác, đó là Phạm Hồng Thành. Nhưng mà để cho những chân sút kiểu như Ngọc Phong có thời gian và thời cơ thì cầu thủ Việt Thái sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Hồng Thanh tuyệt vời. Sau đó thì cầu thủ mang số 18 Nguyễn Văn Hải đã bị truy cản. Rất trẻ trung từ vị trí của Văn Hải và Duy Thành. Họ còn có người anh Hồng Thanh ở trục giữa. Văn Hình nữa. Đá thòng rất yên tâm. Vẫn cứu được Công Anh. Công Anh đã cứu luôn đồng chí quay phim. Ngọc Phong. Hồng Thanh. Hồng Thanh rất dẻo. Hồng Thanh hạ trọng tâm. Hồng Thanh che chắn. Và Hồng Thanh đã kiếm về được quả đá phạt dành cho Việt Thái. Đào Văn Thủy. Tuyến ai Văn Hình. Quyết định xử lý hợp lý. Nếu mà xử lý nhiều nhịp và mất bóng ở vị trí đó thì đằng sau lưng của Việt Thái sẽ không còn ai bảo vệ cho thủ môn Đỗ Văn Sơn. Và bây giờ Nông Văn Biên. Trọng tài đó là xác định lỗi của Nguyễn Văn Hải với Nông Văn Biên. Đường chuyền dài. Đang rình rập nhau. Họ đang chơi với nhiều ý đồ. Và sự dè dặt là điều dễ hiểu mà thôi. Ngọc Phong sau có rất nhiều người. Thậm chí là rơi vào thế bị kẹp bởi ba cái bóng xe lá cây bên phía Việt Thái. Nhật Tùng. Rất tốt Văn Chiến. Ngọc Phong. Ngọc Phong tì đè Ngọc Phong. Suýt chút nữa thì Ngọc Phong đã có thể thoát đi. Duy Thành. Hồng Thành. Rất mềm. Duy Thành. Duy Thành. Với những Duy Thành, với những Văn Hải và đặc biệt là Hồng Thành, chúng ta tin tưởng được rằng Việt Thái sẽ có nguy cơ và sẽ hoàn toàn có cơ hội để họ có thể quay trở lại được. Lối chơi rõ ràng, có thể đá như được bóng ngắn với nhau ban bật. Đá kiểu lách tách 1-2-1-2. Đây sẽ là niềm hy vọng mà cầu thủ Việt Thái nghĩ tới. Không, bàn thắng không được công nhận. Bàn thắng không được công nhận. Đá từ biên vào luật bóng đá sân 7 không được công nhận. Hồng Thành đã ngã ra. Tỷ số hiện thời vẫn đang là 1-0 dành cho DK Bay. Nguy hiểm. Nông Văn Biên. Lập bập quá. Nông Văn Biên suýt chút nữa đã tạo ra một cơ hội rút ngắn tỷ số. Xin lỗi các bạn, gỡ hòa dành cho Việt Thái. Pha xử lý bóng bị lập bập. Được chuyền vào. Đánh đầu ra Văn Chiến. Hồng Thanh mất bóng nguy hiểm quá. Người trên thì Liễu Tùng Lâm đã không thể vượt qua được Văn Hình. Liễu Tùng Lâm đã được cắm trên rất cao. Mặc dù thi đấu với một số áo phòng ngự, nhưng cầu thủ này lại chơi vị trí tiền đạo tấn công. Phải bóng vào thẳng vị trí cổ động viên của Việt Thái. Và những cổ động viên theo dõi trực tiếp trên sân cần phải rất để ý. Vì khu vực trực tiếp trên sân như thế này, mặc dù xem bóng rất sướng, rõ ràng hơn cả xem TV, nhưng mà tiềm tàng người đó là những nguy hiểm rất lớn. Bóng đã chạm đầu của Văn Chiến. Những tình huống bóng lắt nhát đang diễn ra trên sân. Và đá biên cơ hội không thành công. Và bật lên của Đào Văn Thủy. Sự tập trung cao độ đang là điều mà hai đội cần lúc này. Cơ ơi! Có thể giữ điểm hay không? Tùng Trần ngay. Cú sút đến từ số 5 Trần Văn Tường.
Bóng về với cầu thủ đi cây bay. Lợi thế Ngọc Phong vẫn còn nguyên. Tùng Lâm, Ngọc Phong trẻ quá kín, không có lỗi. Hồng Thanh, Duy Thanh không được rồi. Hồng Thanh đưa ra một đường bóng hơi khó để Duy Thanh để có thể xử lý được. Ngọc Phong phá bóng ra phạt hình. Thanh ơi, Duy Thanh, tốc độ của Duy Thanh. Sau đó thì Văn Chiến đã hóa giải Duy Thanh một cách tương đối dễ dàng. Tà lồng góc sau, Trần Văn Thường, nguy hiểm. Ngọc Phong, cơ hội. Văn Chiến có vào. Quả duỗi mù máng ngoài không thành công của Văn Chiến. Và dù trước đó là một đường dọn cỗ không thể đẹp hơn nữa của đội trưởng số 10 Ngọc Phong. Suýt chút nữa thôi, thiếu đúng một tí nữa thôi thì Việt Thái đã phải nhận trái đắng lần thứ hai trong hiệp 1 trận chung kết VFX Cup lần thứ 5. Được chuyền vào Tùng Lâm. Tùng Lâm đang có Văn Chiến, đang có Ngọc Phong hỗ trợ. Trước mặt Ngọc Phong là Hồng Thanh. Đi bóng đã qua được Hồng Thanh. Ngọc Phong, như vậy là trọng tài thổi còi lỗi của Văn Hình đối với pha đâm lên của Ngọc Phong. Văn Hình đã có một pha bóng cản người. Và đây là một lỗi hoàn toàn đích xác đã được trọng tài Bùi Dược quyết định. Và sau bóng này thì anh Văn Hình bên phía Việt Thái đã bị đau nhẹ. Ngay sau đó thì anh đã có thể đứng dậy được. Trận chung kết tiếp tục. Đứng trước quả đá phạt này của các cầu thủ bên phía DK Bay, đương nhiên vẫn là số 10 Ngọc Phong. Đây có lẽ là lần thứ 3 trong trận chung kết. Mà hò, mà hò vừa lên dẫn trước, thật không thể tin nổi. Ngọc Phong, lại là Ngọc Phong. Một cú đấm đến từ tuyến 2 đến cho Ngọc Phong. Và nó khiến cho cầu thủ Việt Thái thật sự là quá bất ngờ. Họ không thể đưa ra bất kỳ một phản ứng nào để kịp thời cản đi cú sút của Ngọc Phong. Bóng cứ thế đi vào lưới của Đỗ Văn Sơn. Trong sự sức sờ của những cổ động viên, sức sờ của cả những cầu thủ trên sân bên phía Việt Thái. Và bây giờ tỷ số đã là 2-0, khó khăn gấp bội dành cho Việt Thái trong ngay chính hiệp 1 trận chung kết. Hồng Thanh, bây giờ những Hồng Thanh, những cầu thủ bên trên như Văn Hải, Duy Thanh cần phải cố gắng hơn nữa để đưa Việt Thái trở lại ít nhất là trong hiệp 1 với tỷ số cơ bản là 1-2. Rất điểm tính. Hồng Thanh, lại là Ngọc Phong. Ngọc Phong đang trôi quá hay ở trục giữa. Tùng Lâm, cây tung người vô lề không vào. Chúng đá như múa luôn. Một vũ công ba lê vừa xuất hiện trên sân. Hình ảnh của đủ ma áo số 26 Chu Văn Chiến. Đánh đầu Tùng Lâm, không đến được với Văn Chiến. Hồng Thanh rất tốt. Văn Thủy, Văn Hình ở dưới vị trí thòng của DK Bay, Nhật Tùng vẫn đang án ngữ như một hòn tảng đá. Một tảng đá rất vững chắc. Bóng đi hết đường biên dọc. Vương Giáo và lùi xuống không sao. Văn Chiến, một bàn thắng rất đẹp của Ngọc Phong. Nó đến ở trong giây phút rất nhạy cảm của hiệp 1 trận chung kết. Có thể nói rằng trong hiệp 1 trận đấu này thì Ngọc Phong bên phía của DK Bay đang là cầu thủ hay nhất. Hay nhất tính đến hiện tại. Những pha đâm xuyên từ trục giữa, những pha đi bóng qua người, những đường truyền. Và vừa rồi chính là một cú đá phạt thành bàn nữa. Một dấu ấn rất đậm nét của số 10 bên phía của DK Bay. Hồng Thanh, đương nhiên thời gian là vẫn còn dành cho những người mộ của Việt Thái.
Trong bóng đá thì khi mà trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu, chưa biết trước điều gì sẽ xảy ra. Với bóng đá luôn luôn là bộ môn thể thao có nhiều biến số. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, mọi chuyện sẽ có thể đảo chiều. Và đó sẽ là những hy vọng dành cho những cổ động viên của Việt Thái. Nhật Tùng. Công Anh. Nhật Tùng không vội vàng, chỉ là chuyền về cho Nông Văn Biên đã bị pressing. Văn Thủy thoạt pressing rất hay. Công Anh, và khi mà thoát được pressing thì khoảng không sẽ mở ra. Văn Chiến, Văn Chiến và Hồng Thanh xin nhàn rẽ. Văn Chiến cứu vào. Pha xử lý rất mẫu mực của Văn Chiến, mang lên nhanh, xì nhàn trái rẽ phải, sau đó là ZD đưa bóng tầm cao khung thành của Đỗ Văn Sơn. Nhưng thủ thành áo số 1 của Việt Thái đã từ chối một đường đi bóng rất đẹp đó của DK Bike. Sẽ có chỉ có một quả phạt góc mà thôi. Chờ đợi đánh đâu, không có ai nhập từ cột 2 cả. Và sẽ chỉ có đường bóng lên dành cho Việt Thái mà thôi. Duy Thành rất nỗ lực. Đức Báu, cầu thủ áo số 12 đã được tung vào sân trong những giây vừa qua bên phía của Việt Thái. Đức Báu số 12, cầu thủ trực quan là anh có nhiều kinh nghiệm, già dơ, và sẽ dùng kinh nghiệm của mình đấu với, cũng là một kinh nghiệm bên kia của Nhật Tùng. Để chuyền lên Ngọc Phong, rất hay một quả đánh gót sau khi bóng còn đang bổng. Ngọc Phong mềm mại phối hợp. Cuộc chơi giữa DK Bài và Việt Thái là cover. Cơ hội rất sắc nét dành cho Việt Thái trong những giây phút vừa qua. Đã có thể đối mặt với khung thành thủ môn Nông Văn Biên, nhưng va chạm bóng cuối cùng của Đức Báu lại đi vọt xa. Chu Văn Chiến, Tùng Lâm ở dưới có người, tiếp tục là Tùng Lâm. Tuyến ai, Ngọc Phong, Ngọc Phong đi bóng nguy hiểm quá. Chu Văn Chiến tiếp tục xì nhàn rẽ, giờ là Công Anh. Tùng Lâm rất nhanh, bóng vẫn còn trong cuộc. Quay rất mềm mại. Không chỉ có Ngọc Phong đá tốt mà bây giờ cả Công Anh, cả Văn Chiến cũng đang xoay rất mượt, rất đều để mà tìm ra những khoảng trống phối hợp với nhau bên phía cầu thủ DK Bike. Ngay cả Nhật Tùng bên dưới của họ cũng đang chơi thật sự là điềm tĩnh. Rất tốt, Công Anh, bóng đi thiếu chính xác. Nhật Tùng đang điều khiển Tùng Lâm sang phải, thiếu một. Tùng Lâm, tốc độ xé gió của sóc nhỏ Tùng Lâm. Tùng Lâm đang ngã ra, nhưng trọng tài xác định chỉ có một pha phạm bóng lên dành cho Việt Thái mà thôi. Tùng Lâm rất nhanh, với một bộ động cơ đâu đó cũng phải nhanh ngang với X-Side 5 số. Đường chuyền lên của Văn Tường. Công Anh, không, đây là Văn Chiến. Đức Báu, Hồng Thanh, Hồng Thanh cứu vào. Cú sút rất tốt của Hồng Thanh, một cự ly xa, nhưng Hồng Thanh cũng đã thể hiện và chứng tỏ được khả năng phẩm chất của mình là cũng không thua kém quá nhiều so với Ngọc Phong bên kia chiến tuyến. Bên kia sút tốt, bên này sút cũng rất ổn. Một cú sút mà khiến cho Nông Văn Biên phải tung người hết cỡ. Văn Thủy mất bóng, Văn Thủy nguy hiểm quá. Tùng Lâm cơ, chưa có bàn thắng nên thành 3-0 dành cho DK Bay.
khi mà Đỗ Văn Sơn đã chơi lan xả. Duy Thành, Duy Thành chuyền bóng vào chân đối phương rồi. Ngọc Phong gót quá. Trời đất ơi, chúng ta ngỡ ngàng thực sự vì quả gót vừa rồi của Ngọc Phong, thật không thể tin nổi. Một đường kiến tạo như kiểu cầu thủ bóng đá thế giới, một quả đánh gót đánh sập hoàn toàn một hàng phòng ngự của Việt Thái. Việc của Chu Văn Chiến là quá đơn giản, sửa một quả lòng vào góc xa đánh bại Đỗ Văn Sơn. Ngọc Phong chính là cầu thủ hay nhất trong trận chung kết ngày hôm nay, chắc chắn rồi. Một bàn thắng và một kiến tạo. Người ghi bàn là Chu Văn Chiến, nâng tỷ số này thành 3-0 trong hiệp 1 trận chung kết. Khó khăn không chỉ nhân đôi dành cho Việt Thái nữa mà bây giờ nhân 3 mất rồi. Pha xử lý đậm chất Mỹ La Hà Tĩnh, rất phiêu lưu và đầy tính hiệu quả của Ngọc Phong. Số 3 BDK là gì? Tên là gì anh? Tùng Lâm. Văn Thủy. Dù sao một niềm an ủi dành cho Việt Thái rằng thời gian vẫn còn và Hồng Thanh cần phải cố lên. Cố lên cùng với những người đồng đội của mình. Nhưng bây giờ là Ngọc Phong lại gót. Những quả gót quá hiểm của Ngọc Phong. Văn Thủy đã đưa chân ra. Quá hay. Cái tấu thật sự nói không kém gì bộ phim hành động tại Game Muda Khuyến Lương. Tranh chấp là vô cùng quyết liệt, cường độ không giảm một chút nào. Đức Báu. Duy Thành. Chính xác Nông Văn Biên. Bóng trở về với Đỗ Văn Sơn. Ngọc Phong. Tùng Lâm. Máy chạy Tùng Lâm, Duy Thành đã lấy được trái bóng trong chân của Tùng Lâm. Nhưng gặp chính nhất Tùng. Quang Anh, bây giờ là Ngọc Phong. Ông chủ khu vực trung tuyến của cầu thủ đi cây bài. Vâng, đá rất tư duy, đã quan sát trước từ rất lâu rồi. Tại sao có những quả gót mà đồng đội lại đứng đúng vị trí như vậy để có thể nhận bóng và di chuyển lên? Chúng ta vẫn chưa hiểu được. Một lối chơi gọi nó là mượt hơn sân siêu của DK Bay trong trận chung kết ngày hôm nay. Quang Anh. Hồng Thanh. Hồng Thanh. Những cầu thủ có áo số 10 là những cá nhân có cá tính rất lớn, rất đặc biệt. Và hôm nay là cuộc chiến giữa Hồng Thanh cũng như là Ngọc Phong. Đội bóng sẽ trông chờ vào họ. Vì hiện tại thì Ngọc Phong đang dẫn trước. Đang dẫn trước với những quả đánh gót ảo diệu. Và đến từ cú sút phạt thân sâu. Quang Anh, quá nhanh. Luôn nhanh hơn một bước đà, vẫn là Quang Anh. Quang Anh lắc người. Có nhiều cầu thủ đang chờ. Được chuyền vào, không qua được Văn Hình. Văn Thủy. Đưa bóng lên cao. Đã có lỗi hay chưa? Chúng ta chờ đợi tiếng gọi của trọng tài Bùi Sược. Nó đã vang lên. Nó đã vang lên tại Game Muda Khuyến Lương. Người bị đau là Tùng Lâm. Và đây sẽ là một quãng thời gian tuyệt vời để cho cầu thủ hai đội thở. Một động từ rất quen thuộc khi đi đấu sân 7 với cường độ cao, di chuyển nhiều, không ngừng nghỉ. Chắc chỉ thua mỗi phút sàn về cường độ thôi, về tempo. Rất nguy hiểm, bất kỳ một cá nhân nào của DK Bay cũng đều chơi rất hay, có nhiều phẩm chất đặc biệt.
Nói về Ngọc Phong thì chúng ta nói thừa. Như những cầu khác như là Quang Anh, như là xin lỗi các bạn, Công Anh. Từ đầu đến giờ thì Công Anh mới là cầu thủ mà thi đấu hay, mang số 29. Từ bên cạnh Tùng Lâm nữa, Văn Thao. Những quả đá như thế này với Ngọc Phong. Rào ba thôi vì vẫn còn phải kèm những người khác. Ngọc Phong, Ngọc Phong có lẽ vào bài rồi. Đường chuyền dứt điểm. Không được. Bóng đã chạm vào người của Văn Hình. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Ngọc Phong, Nhật Tùng, Chu Văn Chiến. Mỗi lần khi mà Chu Văn Chiến cầm bóng thì khiến cho những cầu thủ viên bên phía Việt Thái rất lo lắng. Công Anh, Công Anh. Không được. Đường chuyền có ý tưởng hay nhưng đã thả trôi mất Chu Văn Chiến. Thiếu cái bù ngay. Ngọc Phong không những đang đá bóng mà còn đang điều khiển những cầu thủ trên sân và các anh ra hiệu cho họ. Chọc khe quá hay, Ngọc Phong lại là cơ. Công anh. Quả kiến tạo thứ hai của Ngọc Phong và thắng đầu tiên của Công Anh trong trận chung kết, và là 4-0 dành cho cầu thủ đi cây bài. 4-0, chúng ta không nhầm đâu. 4 bàn ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên. Bàn thắng đầu tiên của DK Bay xuất phát từ pha bóng phản lưới của Văn Hình. Và cứ thế từ sau đó thì họ vươn lên một cách không ngừng nghỉ. Và cảm tưởng như chỉ cần bóng tới với vị trí của Ngọc Phong mà thôi thì sẽ có rất nhiều đường hướng tấn công hiệu quả sẽ được cầu thủ DK Bay tạo ra. Dứt điểm, không vào. Và đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1 khi mà trọng tài Bùi Dược cũng đã nổi còi trên sân bóng Gác Bù Đà Quyến Lương. Trận chung kết VFX Cup lần thứ 5 năm 2023. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong chốc lát thôi, rất nhanh. Và chúng ta đừng rời khỏi màn hình TV hoặc là thiết bị di động thông minh đối với các bạn. Hiệp 2 đang chờ đón.
Quý vị khán giả đã có mặt trực tiếp trên kênh sóng của VFTV thân mến. Trước mắt chúng ta bây giờ là hiệp đấu thứ hai trận chung kết giải bóng đá VFX Cup lần thứ 5 giữa các cầu thủ DK Bay và Việt Thái. Hiệp 1 đã trôi qua với tận 4 bàn ghi dành cho DK Bay. Những người lập công bao gồm Chu Văn Chiến, đó là Công Anh và đó là Lý Nhật Tùng. Chính xác thì trong hiệp 1 thì Ngọc Phong chưa ghi bàn và dần xếp tỷ số với Nhật Tùng. Thì Nhật Tùng là người dứt điểm và đã nâng tỷ số lên thành 2-0 dành cho DK Bay. Còn chính xác với Ngọc Phong thì có 3 đường kiến tạo. Mình xin đính chính lại là như vậy trên cây sóng. Và bây giờ tiếng còi của trọng tài Bùi Dược cũng đã vang lên. Hiệp 2 trận chung kết chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì cầu thủ Việt Thái sẽ Ngữ Dung Thành bên phía tay phải, bộ trang phục của Manchester United xanh lá cây trắng. Ngay lập tức, ngay sau khi hiệp 2 mới bắt đầu thôi, thì bên phía cánh trái Chu Văn Chiến đã ra chân. Một cầu thủ sút tốt bằng cả hai chân. Duy Thành, Hoàng Văn Thao, bây giờ là Công Anh,
3 cầu thủ ghi bàn bên phía DK Bay và một bàn phản lưới của các cầu thủ Việt Thái. Và là phản lưới của Văn Hình. Nhật Tùng. Rất tuyệt vời, Ngọc Phong. Ý tưởng kết hợp với Tùng Lâm ở bên trong đã không thành công. Đây là một cá nhân mới xuất hiện trong hiệp 2 đến từ Việt Thái. Chính xác là như vậy. Cầu thủ mang áo số 85 và đeo trên chân của mình đôi giày màu xanh lá cây, Trần Thanh Tuấn đã được trao cơ hội. Và đó chúng ta thấy được số 3 Phạm Hùng Cường nữa, có rất nhiều sự thay đổi trong hiệp 2 này đến từ Việt Thái. Hồng Thanh, đưa chuyền của Hồng Thanh hơi vội vàng. Văn Hình đã được xoay lên để chơi cao hơn. Bóng mở sang cánh phải. Rất bình tĩnh Hoàng Văn Thảo. Với 4 bàn dẫn trước thì quả thực là chiếc vô địch đã nằm trong hai tay của các cầu thủ DK Bay rồi. Việc của họ sẽ chỉ là chơi làm sao hiệp 2 trận chung kết này một cách bình tĩnh từ từ. Và sẽ thao túng trận đấu một cách dần dần. Và đánh đầu. Phong chiến của Ngọc Phong với Duy Thành và hai cầu thủ sau đó rất fair play đã bắt tay nhau. Theo thông tin của em nhận được thì Việt Thái cũng là một đội bóng mạnh nhưng thực tế DK Bay còn mạnh hơn. Có những trận đấu tại giải đấu VFX Cup lần thứ 5 hay nói khác là giải bóng đá doanh nghiệp ngành xe hai bánh lần thứ 5, DK Bay có những trận thắng với tỷ số rất đậm, hơn 10 bàn thắng. Có trận thì thắng 10 bàn, có trận thì thắng 12 bàn và có trận hình như còn thắng tới 15 bàn. Nói như vậy để chúng ta hiểu được sức mạnh của DK Bay là như thế nào với những cầu thủ đang có trên sân như là Ngọc Phong, Công Anh, Văn Chiến, Nhật Tùng và Tùng Lâm nữa. Hoàng Văn Thảo, Ngọc Phong rất hợp lý. Những tiếng hô hào dành cho Việt Thái. Trên lý thuyết là mọi thứ vẫn còn nguyên dành cho Việt Thái. Họ chỉ cần ghi đâu đó 5 bàn ở trong hiệp 2 để vô địch mà thôi. Sẽ cần phải cố gắng. Ngọc Phong được châm sang cánh phải, Hoàng Văn Thảo. Văn Thảo, vẫn là Văn Thảo bên phía là cánh phải của cầu thủ DK Bay. Cơ hội Văn Thảo vẫn quyết định nối cầu với Tùng Lâm tuyệt đây. Một quả tên lửa tiếp tục được khởi phát từ cái chân phải đến từ Ngọc Phong. Nguy hiểm, bóng trúng xả ngang. Trúng xả ngang. Một quả ốp lòng nhẹ nhàng của số 26 Chu Văn Chiến, người đã có một bàn thắng trong trận chung kết. Và thiếu chút nữa thì anh đã có cú đúp. Ngọc Phong. Cười liên tục đến với Chu Văn Chiến. Người trước đó đã tung ra một cú sút trúng xa ngang của Việt Thái. Và lần này anh tiếp tục có thời cơ. Thời cơ tung chân nhưng bóng đi vắt qua khung thành của Đỗ Văn Sơn. Nhật Tùng. Hồng Thanh. Hồng Thanh đi bóng, Hồng Thanh kỹ thuật AB quá dẻo, hai người gọi là quả dẻo. Vâng, thậm chí là Duy Thành, đáng lẽ Duy Thành cần phải chỉn chu hơn trong pha bóng này. Đây có lẽ chưa phải là thời điểm để Duy Thành sử dụng những quyết định mà người tính ngẫu hứng cao như vậy. Đội bóng của mình đang cần những quyết định chắc chiu. Chắc chiu để có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 đã. Bóng sang cánh trái, Công Anh. Tốc độ Công Anh. Vâng, không những là Tùng Lâm bên cánh phải mà chúng ta có Công Anh ở cánh trái bên phía DK Bay. Một người thì x sai 5 số, còn người kia chắc chắn sẽ là Winner X. Chạy quá ghê. Hồng Thanh. Đấy, khi mà bị pressing thì lập tức che chắn.
Nhật Tùng. Nhật Tùng chỉ đeo một đôi giày thượng đình thôi, nhưng anh sút một quả đúng là siêu phẩm quá căng từ đường chuyền của Hồng Thanh trong hiệp đấu thứ nhất. Từ pha dàn xếp đá phạt có lẽ thứ hai của DK Bay, họ đã chính thức danh chính ngôn thuận ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đánh đầu Thanh Tường, bóng chạm đùi lên tay hoàn toàn hợp lệ, hơi dính chân Thanh Tuấn. Thanh Tuấn cần phải dứt khoát hơn. Khi bên kia những cầu thủ kiểu như là Chu Văn Chiến và Công Anh quá dồi dào sức chiến đấu, họ lì lợm và họ còn rất khỏe nữa. Ngọc Phong, cái cách cầm bóng của Ngọc Phong, cũng có nhiều người ngồi bên sân bên cạnh em đã phủi rất hay, cũng đã phải trầm trồ và tấm tắc rằng cách cầm bóng của Ngọc Phong rất khác so với những anh em đang thi đấu trên sân. Sự khác biệt. Hồng Thanh ở sân bên cạnh thì có một trận đấu cũng đang rất hấp dẫn diễn ra, nhưng bị cái là không được quay phát. Đưa chuyền vào trong. Ngọc Phong, Ngọc Phong đang xin. Đưa chuyền ở, Ngọc Phong cũng không đuổi luôn, đã rất bình tĩnh. Và sau pha bóng vừa rồi thì Ngọc Phong đã đưa tay ra, I'm sorry, xin lỗi mọi người. Hồng Thanh, coi cầu vào. Người xuất phát ở vị trí đó từ cú đá đầu tiên của Hồng Thanh là số 83 Nguyễn Văn Hình. Nguyễn Văn Hình đã ập vào, Nguyễn Văn Hình đã lao cả người ra, nhưng mà không thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Việt Thái. Rất đáng tiếc. Khó khăn là rất nhiều, bây giờ đã là phút thứ 38 rồi, thời gian đang dần trôi. Chuẩn bị 10 phút của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua và bàn thắng dành cho Việt Thái vẫn chưa đến. Họ sẽ chỉ có một quả đá phạt góc mà thôi. Đường chuyền vào quá đơn giản. Hồng Thanh cần phải chạy về hỗ trợ. Hồng Thanh, may mắn rằng bóng vẫn thuộc về trời của Việt Thái. Duy Thành đánh đầu. Ngọc Phong, first touch hay người ta gọi là bước một quá mềm. Bây giờ đã đến lúc mà Ngọc Phong thoải mái hơn với những tình huống xử lý của mình. 4-0 quá an toàn để bắt đầu vẽ vời trên sân. Đá thuần cảm xúc nhiều hơn là tính toán. Ngọc Phong, đồng đội gọi từ nghịch cánh nhưng mà không, Ngọc Phong sẽ không chuyền vì sợ có một đường chuyền ngang sân và đội bạn sẽ có thể vô được. Đường chuyền hay quá, cơ hội mở ra, cơ hội đã mở ra đối với Công Anh. Nhưng Công Anh thì cũng giống như là Chu Văn Chiến, vẫn chưa có cú đúp trong trận chung kết ngày hôm nay. Cú ốp lòng giấu chân cận trụ của Công Anh. Duy Thành đã ngã ra và tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Chúng ta đang cảm thấy được sự cô đơn đến từ Hồng Thanh. Cũng đang rất nỗ lực và cố gắng, nhưng quả thật chỉ có mỗi một Hồng Thanh thôi thì đường đến khung thành của DK Bay là quá mịt mờ. Tùng Lâm, vẫn là sóc nhỏ Tùng Lâm. Không được, Văn Tường đã mất bóng, nhưng sau đó là Hồng Thanh đi bóng bẻ trụ rất mềm. Vẫn là Hồng Thanh. Hồng Thanh, nhưng mà Hồng Thanh xuống sức rồi. Tùng Lâm, may mắn giờ đó đã có Thanh Tuấn. Thanh Tuấn bị đẩy vào thế không dùng được chân phải, và sau đó chân trái chỉ dùng để che mà thôi. Hồng Thanh lại là đường chuyền đấy. Đá như lập trình, cứ đến chân Hồng Thanh rồi sẽ tỉa sang cánh trái dành cho một là Văn Chiến hoặc là Công Anh. Và số 26 và số 29 thì cứ thế thỏa sức dứt điểm. Ngọc Phong,
Vâng, quay tự tin và đúng là đá không cần phải che quá nhiều, như việc lấy bóng trong chân của Ngọc Phong là một bài toán không hề dễ dàng một chút nào cả. Tự tin cắt inside vào trong. Cơ hội để dứt điểm. Không được. Vẫn là bóng trong chân của DK Bay. Ngọc Phong thậm chí là tỉa gót, xin lỗi các bạn, tỉa mũi giày, đưa bóng bổng lên. Ngoài việc đã có được bàn thắng, 4 bàn thắng, bên phía DK Bay thì họ đang trình diễn cho những khán giả không chỉ trên sân mà còn trên sóng trực tiếp những tình huống xử lý phải nói là vô cùng mãn nhãn. Những pha bóng xử lý đậm chất Mỹ Latin mà mang lại rất nhiều những tiếng ồ à cho người xem. Đánh đầu. Chạm đầu là Thanh Tuấn, sau đó là Văn Tường. Bóng vẫn rất dồi dám trước mặt khung thành của Đỗ Văn Sơn. Trời càng ngày càng lạnh hơn và nó cũng đang tối dần. Việt Thái cần phải nhanh hơn nữa. Duy Thành không thành công. Và bây giờ lại là một pha tấn công trở ngược nữa của cầu thủ bên phía DK Bike. Cứ thế mà họ sẽ có ngay tình huống nguy hiểm dành riêng cho mình. Sức mạnh quá đáng sợ. Thanh Tuấn, đồng đội đang gọi về phía hành lang cánh trái. Thanh Tuấn đưa chuyền điểm rơi, nhưng Văn Tường đã gặp phải sự truy cản của Nhật Tùng. Duy Thành, nói vui thì cảm tưởng như Duy Thành đang thi đấu giống như Ramos Højlund của Manchester United vậy. Cô đơn, kiểu như không có bóng để đá và chạy rất nhiều, chứ không phải thấy là Duy Thành chạy rất nhiều km trên sân rồi. Em nghĩ rằng phải tầm 3-4 km trên sân 7 là rất khủng khiếp với cường độ cao. Nhưng chúng ta vẫn chưa thấy được những điểm chạm hợp lý cuối cùng của Duy Thành. Rất giống cầu thủ người Đan Mạch. Hiện tại vẫn đang tìm ngòi tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Và ngày hôm nay thì MU sẽ thi đấu với Liverpool. Vòng thi đấu muộn nhất ở vòng thi đấu 17, trận thi đấu muộn nhất vòng 17 Super Sunday. Liverpool và Manchester United. Ngọc Phong được không? Như vậy là không được. Cầu số 11 bên kia đã xử lý hay. Anh là Nguyễn Quốc Sĩ, cầu thủ mới vào sân bên phía của Việt Thái. Chạy chấp. Ngọc Phong, Công Anh. Vẫn là như vậy, đá như lập trình luôn. Họ không phải suy nghĩ quá nhiều trong những tình huống cầm bóng mà họ sẽ biết là chuyền cho ai. Còn câu chuyện hiện tại của Việt Thái là gì? Những pha bóng đâm lên như một mũi lào của Hồng Thanh. Nhìn đường chuyền sau đó với tuyến trên, với những cầu thủ như là Duy Thành thì lại không có được sự chính xác cao nhất. Và đây là vấn đề trong công tác sản xuất bàn thắng từ dây chuyền của họ. Đâm trở ngược Công Anh, quá hay Văn Chiến. Văn Chiến không vào. Lần này thì Văn Sơn đã hóa giải thành công. Phút thứ 45 của trận đấu rồi. Hơn 10 phút trôi qua. Những tích tắc và tích tắc vẫn đang trôi đối với số phận của Việt Thái. Ngọc Phong không chiến cơ hội. Duy Thành đưa chuyền lên. Văn Hình. Văn Hình ra tay. Văn Hình cơ hội. Văn Hình cứu vào. Tình huống đâm thẳng xuyên thủng, nỗ lực cá nhân rất đáng khen của Văn Hình. Anh như một chiếc xe tăng với tốc độ không quá cao nhưng anh vẫn biết lù. Một pha chơi bóng như Joselu của Real Madrid. Cứ thế đâm rồi. Và đương nhiên cầu thủ bên phía Việt Thái cần phải có nhiều hơn những pha bóng như vậy. Và Y Tế có lẽ phải vào sân ngay sau pha bóng này giữa hai số 10 của hai đội đang nằm sân. Một người đang co, một người cũng đang co. Và đều dùng cái cổ tay của mình để chắn giao diện trước mặt cỏ. Rất đau. Bóng nửa đẩy trên không.
Và chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này, pha bóng mà Hồng Thanh đã hơi ham bóng và đã tung chân trong đà ập vào của Ngọc Phong. Pha bóng mà cả người vào lẫn cả người tung lên đều dính trường cả. Tình huống bóng đã trôi qua mất rồi. Nếu mà để thổi phạt pha bóng này thì theo cá nhân của bình luận viên, em nghĩ rằng là Việt Thái sẽ bị bất lợi và sẽ bị thổi phạt. Đây, đây chính là pha bóng diễn ra trước đó. Hồng Thành đã tung chân vào người của Ngọc Phong. Và đúng như vậy, bên phía Việt Thái sẽ bị thổi phạt và bóng lên dành cho cầu thủ DK Bike. Ngọc Phong. Rất nhanh Ngọc Phong. Văn Thảo. Duy Thành. Duy Thành nỗ lực. Hoàng Văn Thao vẫn nhanh nhưng mà Ngọc Phong chờ bóng rồi và sau đó là công hành. Suýt chút nữa là mất bóng. Em xin được kính chào khoảng 25 quý khán giả đang có mặt trên đường truyền trực tiếp. Nếu mọi người dành tay cho em xin một like mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tùng Lâm. Liễu Tùng Lâm. Tùng Lâm nhanh quá. Hồng Thanh. Duy Thành. Vẫn quá khó. Duy Thành đang chạy bằng tất cả những gì mình còn lại. Bóng lại về với ông chủ tuyến giữa của DK Bài, Ngọc Phong. Việc thế trận căng lên và khiến cho nó trở nên rất hấp dẫn. Bây giờ thì các cầu thủ DK Bài đang muốn kìm nó lại để giảm đi sự hưng phấn nơi những đôi chân của các cầu thủ Việt Thái. Điều đáng chú ý trước đó là pha đâm xuyên như một cỗ xe tăng đến từ Văn Hình. Anh rất khỏe. Lại là cơ hội. Cơ hội dành cho DK Bài. Rất gần, rất gần với cú đúp dành riêng cho bản thân mình. Văn Chiến. Khung thành của Việt Thái đã rộng mở. Văn Chiến lại đưa bóng ra ngoài. Rất đáng tiếc. Đánh đâu. Vẫn là Văn Chiến. Nếu để thống kê ra thì Văn Chiến có lẽ cầu thủ dứt điểm nhiều nhất bên phía DK Bay trong trận chung kết này, chứ không phải là Ngọc Phong. Không cứu được. Em chào anh Tình Cảnh Chu nhé. Lúc này thì em sẽ thay một tác và tương tác mọi người nhiều hơn. Về phía của Văn Chiến thì anh này đã có một bàn thắng. Còn Ngọc Phong là người đã kiến tạo cả ba bàn. Cả ba bàn dành cho Văn Chiến, dành cho Công Anh và dành cho Lý Nhật Tùng. Thông tin đến anh Tình Cảnh Chu. Một trận đấu mà chúng ta đã mong chờ rằng chung kết nó sẽ khó đoán, nó sẽ giằng co. Nhưng sức mạnh của DK Bài có nói là quá áp đảo. Dứt điểm, bóng vẫn đến với chân của Văn Chiến. Liên hoàn vụt, vụt liên tục. Và vụt như quạt trần vụt. Cuối cùng bóng đều đi ra ngoài. Có lẽ như ngày hôm nay thì các cụ chỉ cho Văn Chiến ghi một bàn cho trận chung kết này thôi. Duy Thành. Đưa bóng ra cũng không thành công. Duy Thành thường có những pha xử lý bước một bị khó và sau đó cầu thủ này cũng không thể cứu được. Ngọc Phong rất nhẹ nhàng sau khi thấy Văn Chiến xử lý sai thì anh cũng đã nhẹ nhàng đưa ra lời gửi gắm và truyền nhẹ thôi em. Đúng là thủ lĩnh khu vực tuyến giữa và thủ lĩnh của DK Bay tại giải bóng đá năm nay VFX Cup lần thứ 5 tại Gamuda Khuyến Lương. Một giải đấu giàu truyền thống và tổ chức thường niên. Tùng Lâm chuyển sang không có ai. Lần này thì quá bài vở rồi. Hồng Thanh, một quả bẻ trụ chân trái ngoặt phải.
Do đó thì Hồng Thành quyết định là đưa ra một quả chém ưu điểm rơi, nhưng nó quá xa so với vị trí của Văn Hình. Ngọc Phong, Hoàng Văn Thao. Công Anh, Ngọc Phong chia rất đều. Ngọc Phong cài lấy lưng rất hay. Nhật Tùng, sự ra sơ của DK Bài. Họ trình diễn một thứ bóng đá tấn công rực lửa từ hiệp 1 rồi đến khoảng giữa hiệp 2. Và khi họ đã đạt được mục tiêu 4 bàn rồi, không thể nói là ít nữa, họ bắt đầu chơi chậm, họ chơi điều khiển trận đấu. Bây giờ càng khó hơn để cho Việt Thái quay trở lại. Giả như mà DK Bài họ phải chơi kiểu mà đôi công cơ, chơi nhanh và cuốn theo luồng cảm xúc của cả Việt Thái thì chúng ta mới có hy vọng dành cho Việt Thái được. Còn họ mà đã kiểm soát và chơi chắc chầy như thế này thì quá bánh khoai. Công Anh, Nông Văn Biên. Cũng không phải nói đây là một ngày thi đấu không vất vả của Nông Văn Biên, nhưng mà số lần anh cản phá cũng là không nhiều. Vì bên trên Lý Nhật Tùng đã đóng vai trò là một cầu thủ giải phóng mặt bằng quá hay. Bóng không cần phải đến quá nhiều vị trí của Nông Văn Biên khi đã có Lý Nhật Tùng. Hồng Thanh, những cổ động viên đang bảo Hồng Thanh lên đi. Duy Thành lại non. Ngọc Phong rất tốt, Ngọc Phong nhìn ra ngay. Văn Chiến rồi, không vào, không có. Bàn thắng 5-0 dày cho thủ DK Bike. Văn Chiến đến lúc mà anh được đặt vào vị trí đối diện với cửa cồn, anh lại đi ra đường truyền. Quả đấy anh phải sút đi đường truyền, anh lại truyền đi đường sút thì anh không ghi bàn. Theo một số huấn luyện viên nhà đài lớn ngớ, anh không nghe tôi. Tại sao lại không sút? Và dùng rất nhiều bộ phận để che, không đơn giản là chỉ dùng lưng mà còn dùng đến cả đầu gối, dùng đến hông, rất nhiều bộ phận khác nhau. Rồi pha xử lý rất điệu của cầu thủ số 11 Nguyễn Quốc Sĩ. Tùng Lâm, Công Anh, bên kia đang có Văn Chiến. Văn Chiến, ôi giời ơi, không vào. Trời ơi, được đặt mình vào thế là không thể bỏ lỡ rồi. Văn Chiến quyết định đá ra ngoài. Có vẻ như Văn Chiến thích cái vị trí kiểu bỏ lỡ hơn, thích con số 4 hơn là con số 5. Rất thú vị. Trận chung kết từ căng thẳng, đương nhiên vì một trận chung kết để tranh ngôi vị trí vô địch tại giải bóng đá doanh nghiệp ngành xe hai bánh lần thứ 5. Không căng làm sao được. Nhưng bây giờ thì tỷ số đã quá xa, cầu thủ trên sân đang công hiến cho vào bóng. Có thể nói là rất hài hước. Hồng Thanh, Duy Thành, Văn Hình. Văn Hình thì mạnh ở khả năng tranh chấp thôi, tốc độ của anh không quá ấn tượng. Và sẽ có góc dành cho Việt Thái. Có một khán giả tên là Chu Văn Trường ấy, mà Chu Văn Chiến về bắt gôn đi. Ơ, em thấy ý tưởng đó lại hay. Siêu tốn bóng trong hiệp 2, hình ảnh của Chu Văn Chiến. Đường chuyền. Rồi Văn Tường. Văn Tường sút bóng trúng vào vòng 3 của Tùng Lâm. Trọng tài Bùi Dược đang nhìn đồng hồ. Trọng tài đang liếc đồng hồ rồi. Hiện tại theo đồng hồ điện tử của kỹ thuật viên đã tới phút thứ 57. Và sẽ có sự thay đổi người ngay sau đây. Một cầu thủ bên phía DK Bài được trao cơ hội, cầm áo Z vào sân rồi. Và anh sẽ thi đấu với trèo số 5, đó là Lăng Văn Đoàn. Và ngay lập tức anh vào sân, anh đã được cổ động viên tiếp thêm sinh khí rằng anh Đoàn cố lên.
Tùng Lâm đã hơi vướng chân nhưng không có lỗi của Văn Tường. Nhưng cuối cùng người trọng tài Bùi Dừa cũng đã thổi còi. Công Anh xòe rồi. Văn Hình, Hoselu, Duy Thành, Selu vẫn hơi vội trong những pha xử lý cuối cùng của cầu thủ Việt Thái. Kiểu gì cũng phải nhanh hơn cái nhịp mà chúng ta nhìn ngoài sân là một. Công Anh lao lên như một mũi tên. Thanh Tuấn. Em chào những khán giả như anh Văn Hậu rồi Lành Luyện. Chào mọi người. Rất thú vị với hình ảnh của Chu Văn Chiến trong hiệp thứ hai bên phía đi cây bài. Và bỏ lỡ mà khiến cho tứ phía khán đài tại Gamuda Khuyến Lương nổ giòn những tiếng cười. Cả từ những cổ động viên đội bạn đến cả những cổ động viên của chính đi cây bài. Một bàn thôi, ngày hôm nay cụ độ rồi. Còn ngày hôm nay chỉ định ghi đúng một bàn trong trận chung kết thôi, hai bàn nó hỏng hết cả sách vở. Lăng Văn Đoàn. Ý tưởng vê bóng nhịp sau của Ngọc Phong sau khi bóng nảy lên. Nhìn như vậy là quá khó. Hồng Thanh, bây giờ có lẽ chỉ là một bàn thắng danh dự thôi dành cho Việt Thái được hay không? Và sẽ có góc. Góc rồi, chắc chắn là như vậy. Những người hâm mộ của DK Bay họ đang chờ đợi với những lá cờ xanh. Chờ đợi cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Công Anh. Rất tốt, và được bóng lên đến từ Hoàng Văn Thao. Bóng về với Đỗ Văn Sơn. Thanh Tuấn. Duy Thành. Không được. Bóng trở về với Việt Thái. Hồng Thanh. Thậm chí là những em bé ngoài sân cũng đang hô hào rất to rằng Việt Thái hãy cố lên. Tỷ số hiện tại là 4-0 và một bàn nữa. Dứt điểm. Dứt điểm từ rất xa. Quyết định đến từ Quốc Sĩ. Bây giờ là Hồng Thanh. Chân trái. Vẫn không được. Công Anh. Bắt đầu lại vít rồi. Winner X. Chuyển cho bộ não trong lối chơi của DK Bay. Ngọc Phong. Ngọc Phong xử lý bất thành nhưng vẫn sẽ có biên dành cho DK Bay. Công Anh. Rất tốt Công Anh. Ngọc Phong. Lăng Văn Đoàn. Phải thì bóng chính xác của Lăng Văn Đoàn. Hoàng Văn Thao đang chờ. Cánh phải thoáng. Được chuyền không hợp lý. Văn Tường. Việt Thái dâng lên. Không được rồi. Anh Hứa Thanh Niên mà đi cây mạnh lắm. Vâng, theo những gì mà em đã chứng kiến từ đầu trận giờ thì khẳng định luôn họ là đội bóng mạnh nhất của mùa giải năm nay. Không thể phủ định được. Chơi như thế này thì không mạnh thì đội nào mạnh nữa. Rồi anh Tình Cảnh Chu có một bình luận rất hài hước. Có lẽ thì anh nên trao đổi trực tiếp với Chu Văn Chiến. Nói điều này ra trên sóng trực tiếp vì nó hơi nhạy cảm thái quá. Và đã có thì có phạm lỗi với Hồng Thanh từ Chu Văn Chiến. Vừa nhắc xong cái lại xuất hiện ngay. Văn Thường. Hồng Thanh. Chắc chắn rồi, ngày hôm nay cái việc mà các cầu thủ Việt Thái không thể ghi bàn nó đến từ rất rất nhiều những lần mà Hồng Thanh không thể tìm ra được Duy Thành. Hai cầu thủ có tố chất nhiều nhất theo nhìn là như vậy bên phía của Việt Thái. Không nhìn thấy nhau đâu. Như đội truyền luôn luôn sửa, luôn luôn đưa nhau vào thế khó. Nông Văn Biên. Tùng Lâm đúng rồi, trong phòng bóng đấy thì những người đồng đội bảo rằng Tùng Lâm nên bỏ. Nhưng súng thì đã nên lòng à, Tùng Lâm phải bắn luôn. Đánh đầu. Văn Tường. Trời ơi, không dứt điểm.
quá cầu toàn. Đến giây phút đấy rồi anh vẫn đưa ra đường chuyền, bây giờ là công anh. Nhà anh nào, nước sôi. Duy Thanh. Vâng. Điều hưu quá. Tranh chấp ở khu vực mép đường biên dọc. Quay người theo kiểu gì đi gì ăn. Mà bây giờ Văn ơi, cứu vào. Đã được chào cơ hội, cơ hội lần thứ hai của Văn Hình. Một lần trước đó anh tông lên như một cái xe lù, vượt qua đến ba cái bóng của đi cày bài tự dứt điểm. Lần này đã có những sự kết nối của những người đồng đội với nhau, nhưng Văn Hình với cự ly đâu đó tầm khoảng 5m rồi, anh dứt điểm cứu vào. Trận đấu không như vậy là bên kia trọng tài Bùi Dược đã thổi còi. Xin chào anh em khán giả Tôn Chi, chào lại anh Hứa Thanh Niên, chào Hoàng Minh. Hiệp 2 ấy ăn tất. Đúng rồi, hiệp 2 anh em nào mà đi dưới thì lại tươi quá. Thú vị, anh em nào mà dành tay cho xin một like nhá. Like trên đường truyền, cảm ơn anh em rất nhiều. Ngọc Phong, vì trận chung kết sẽ không còn lâu nữa đâu. Chúng ta đã 100% tìm ra được chân dung của nhà vô địch tại mùa giải VFX Cup lần thứ 5 năm 2023. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian dành cho đi cày bài được tận hưởng niềm vui chiến thắng, niềm vui khi nâng cao chức vô địch. Và họ hoàn toàn xứng đáng, chắc chắn là như vậy. Thanh Tuấn, Đỗ Văn Sơn, cẩn thận. Liệu Tùng Lâm pressing là quá nhanh, sóc nhỏ, chưa thể dùng được. Gần thế rồi mà không dùng, vừa rồi là Văn Hình và sau đó. Và chơi nguy hiểm của Đỗ Văn Sơn khi Tùng Lâm đã pressing. Phối hợp 1-2, Ngọc Phong. Ngọc Phong che quá khéo, Ngọc Phong thoạt pressing. Khi mà bị đối phương ép ra biên rồi, anh vẫn tìm ra cho mình được một phương án để có thể thoát khỏi áp lực của đối thủ. Và bóng vẫn còn nguyên trong chân của cầu thủ bên phía DK Bike. Ngọc Phong bước một luôn, nhưng quả này thì hơi khó quá. Phản đầu không tốt của Văn Tường. Thời gian đã đến tới phút thứ 65 rồi. Em cũng không biết đây là đi cây ở khu vực nào chị ạ, biết là nói chung là đi cây bay thôi. Đá rất mạnh, đều người, họ đều trên nhiều vị trí, phải nói công tâm là như vậy so với các cầu thủ Việt Thái. Hồng Thanh, đây chính là ngôi sao cô đơn của Việt Thái. Đánh đâu, đánh đâu, Văn Hình cây lại sửa lần thứ N trong trận chung kết này. Quá đáng tiếc, không thể dùng được, dứt điểm. Liệu rằng số phận lại trớ trêu dành cho Việt Thái như vậy hay sao? Không phải là không cố gắng, nhưng mà vị thần may mắn với bàn thắng danh dự vẫn chưa mỉm cười dành cho đoàn quân mang trên mình bộ trang phục xanh lá cây sọc trắng. Chưa. Đi cây bài Lạng Sơn ạ. Vâng, như vậy là như anh em rất xa xôi đến với Hà Nội thi đấu. Mà mạnh quá chị ạ. À mạnh quá bạn Tôn Chi. Đây, chính ra rồi. Xin chào khán giả Nguyễn Mùi. Hoàn toàn xứng đáng thôi. Chúng ta chờ đợi và chờ đợi khoảnh khắc lên ngôi của DK Bay. Khoảng lặng ở trên sân khi mà DK Bay đang cầm bóng. Lăng Văn Đoàn, Ngọc Phong. Ngọc Phong đi bóng, me me này là xi nhan rẽ không? Vậy là không xi nhan rẽ mà là kéo thẳng vào trong, sử dụng chân phải. Hồng Thanh quá đẹp. Duy Thanh cố lên. Vẫn hơi dài, Văn Hình anh vẫn giữ được. Anh vẫn giữ được, có anh ơi. Không được rồi. Như vậy là một cuộc chiến rất thú vị giữa Lạng Sơn và Nam Định. Vẫn còn nguyên ở Văn Chiến.
Văn Chiến không chuộc về. Văn Chiến quyết định là sẽ kê vai với Văn Tường và Hồng Thành. Một trận đấu rất thú vị. Nếu mà nói về biển số xe của Lạng Sơn thì em nhớ không nhầm đó là 12. Còn với anh em Nam Định thì đó là 18. Tổng là 30. Và dù nó không liên quan lắm. Anh Antonio Hiền anh hoặc bình luận viên cố lên. Em sắp đứt hơi rồi. Ngày hôm nay em đã bình luận ở trận đấu này là trận thứ 3 liên tiếp. Rất lâu rồi mới được trải nghiệm thú vị như vậy. Xả hết mình với anh em trên sân luôn. Em mong mọi người ủng hộ nha. Đúng rồi, chị Nguyễn Mùi đưa ra một comment chuẩn đấy. Không thể chuẩn hơn được. Chỉ có Hồng Thanh thôi, Hồng Thanh là người kéo bóng. Nhưng bên trên mỗi khi Hồng Anh đưa ra đường truyền thì rất đáng tiếc rằng Duy Thành không tìm ra được sự kết nối. Liên tục là những quả disconnect từ server. Không được. Nó đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh của DK Bài. Họ chơi liên lạc lắm. Những vệ tinh xung quanh tìm được tiếng nói chung với nhau, kết nối và sau đó kết liễu đối thủ. Chúng ta không phủ định rằng Ngọc Phong đã đá quá hay. Nhưng việc hay của Ngọc Phong vẫn cần có những Công Anh, những Chu Văn Chiến rồi Nhật Tùng nữa. Rồi và đúng lúc này, Tiếng còi của trọng tài đã vang lên trên gác Bù Đa Khuyến Lương. Và nhà vô địch chức cúp vô địch của VX Cup lần thứ 5 năm 2023 gọi tên DK Bài, đại diện đến từ Lạng Sơn, đã là đội bóng xuất sắc nhất. Tập thể bản lĩnh, chơi như thêu hoa dệt gấm và đã hoàn toàn làm mãn nhãn sự kỳ vọng và sự quan tâm của người hâm mộ. Còn với Việt Thái, mặc dù cũng đã rất cố gắng trong chặng hành trình vừa qua, nhưng với những gì họ có được thì họ cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức rồi. Chỉ đáng tiếc rằng trong trận chung kết này họ không có được bàn thắng mà thôi. Nhưng không sao, vẫn xin được hẹn gặp lại Việt Thái và DK Bài ở những mùa giải tiếp theo của VX Cup lần tiếp theo nữa. Còn bây giờ thì em xin được cảm ơn tất cả mọi người vì đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những chặng đường sau đó. Còn bây giờ thì em xin được nói lời chào tạm biệt.